Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình hội thoại qua radio tiếng Việt hàng tuần của hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, có ai trong chúng ta không từng có những lúc cảm thấy ngạt thở vì cuộc sống, đã có những lúc khi cảm thấy sức khỏe của thể xác bị đe dọa, kinh tế gia đình suy sụp, rồi đến sự cân bằng tinh thần cũng bị lung lay, đưa đến tình trạng khủng hoảng và có khi tuyệt vọng, muốn tự tử. Gần đây, dịch COVID-19 đã làm đảo lộn mọi thứ, khiến cuộc sống của chúng ta càng khó khăn hơn. Kinh tế đóng băng, trường học đóng cửa, hiểm họa nhiễm bệnh COVID rình rập, lệnh phải ở yên trong nhà khiến nhiều người cảm thấy cô đơn, rồi đâm ra quẫn trí. Trong nỗ lực tìm một phương án cho vấn đề này, Văn phòng Sức khỏe Hành vi Tâm trí của hạt Santa Clara có những dịch vụ đặc biệt để giúp đỡ cho cư dân. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được cô Mikhail Lê là giám đốc chi bộ chương trình hỗ trợ người tiêu thụ, gia đình và cộng đồng đa văn hóa thuộc văn phòng Sức khỏe Hành vi Tâm trí của hạt Santa Clara trở lại trong phần 2 của các chương trình của văn phòng Sức khỏe Hành vi Tâm trí, đặc biệt là chương trình Mental Health First Aid, tức là lớp hướng dẫn căn bản về sức khỏe tâm thần và bệnh tâm trí. Xin chào Mikhail. Và cảm ơn Mikhail đã trở lại với chương trình để chia sẻ phần 2 của đề tài. Mikhail dùng cái chữ không kỳ thị hay quá, là bởi vì trong cuộc sống của chúng ta đâu có phải là chỉ riêng một chủng tộc nào hay là phải ở lứa tuổi nào thì mới bị stress hay là không bị stress, bị khủng hoảng hay không bị khủng hoảng, phải không Mikhail? Nhưng mà đặc biệt trong cái mùa dịch COVID-19 đó, gần 2 năm vừa qua chúng ta đã có rất là nhiều cái giới hạn và nhiều cái lo lắng. Thì theo Mikhail nghĩ, cái dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề khủng hoảng và tự tử trong quần hạt của chúng ta vậy? Dạ, ảnh hưởng rất là nhiều chị. Tức là giống như chị cũng biết đó, ngoài cái vấn đề thường đã nói là trước COVID đi, trước COVID là cái cuộc sống của mình cũng là bận điệu về vấn đề là công ăn việc làm, mà nhưng mà nói là sáng thức dậy đi mình cũng phải là cứ rush, là cứ là phải mau là cho đúng giờ để đi làm, chạy ra ngoài đường thì lại bị traffic. Rồi phải làm sao để tới sở đúng làm, vậy làm sao phải làm công việc mà cho nó đúng để mình giữ cái việc làm của mình. Còn ngoài cái công ăn việc làm của mình, còn con cái, gia đình, có những người có mẹ già yếu mình phải chăm sóc, có những người có con nhỏ, ví dụ như vậy. Rồi mình phải lăng xăng với cái cuộc sống hàng ngày của mình, cho nên mà ngày thường em thấy là đã rất là bận điệu và có nhiều việc lo nữa, mà cái COVID nó lại làm cho đảo lộn hết những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Tức là ngày xưa đó thì mình nói là thương nhau thì mình nên thăm nhau, mình gặp nhau, mình ôm nhau. Bây giờ là thương nhau là mình phải né xa, tránh xa nhau, đừng tới gần quá, đừng đụng nhau, thí dụ như vậy. Tức là nó hơi một cách hơi bất bình thường như là cái cuộc sống hàng nào tới giờ, cho nên là em cảm thấy là nó hơi bị đảo lộn. Và chẳng những như vậy mà trong cái stress của giống như mình bị stress thì mình đi ra ngoài, mình thăm bạn bè, hay là mình đi những cái buổi sinh hoạt, gathering có bạn, cái này kia. Còn cái này mình không nên, không khuyến khích là mình nên gather, thí dụ như vậy. Rồi, cho nên là em thấy là ảnh hưởng rất là nhiều. Chẳng những như vậy, nói tới vấn đề công ăn việc làm là chính, đúng không? Là mình cần phải có lương bổng để mình giữ cái nhà của mình giữ cái xe của mình giữ gia đình của mình, thí dụ như vậy. Thì rất là nhiều người bị mất công ăn việc làm trong cái mùa dịch. Cho nên là cái mùa dịch ảnh hưởng rất là nhiều người, trong đó có những người cao niên, quý bác ngày thường đã bị trầm cảm và cô lập vì con cháu bận điệu không có thời gian để tới chăm sóc cho họ, cho nên người lớn họ rất là cô đơn. Chẳng những như vậy mà cái mùa dịch này họ càng cảm thấy lo sợ và cô đơn hơn nữa, cho nên là ảnh hưởng rất là lớn. Từ mùa dịch tới bây giờ đó chị Hạnh, thì trong em nói là trong vòng
tháng Giêng tới bây giờ, trong là tháng Giêng tới tháng 8 đi 2021 này đó, thì cái số những cái cuộc gọi vào cái Suicide Crisis Hotline cũng như cái cuộc gọi mà cần những cái dịch vụ di động khẩn cấp nó vẫn cao chị, giống như là những cái cuộc gọi trong cái Suicide Crisis Hotline đó thì mỗi một tháng trung bình là quận Hạt nhận được khoảng chừng trên 3.000 cú phone, tức là từ 3.200 tới 3.500 thí dụ vậy cú phone, chỉ có trong vòng tháng 2 là hơi thấp một chút, tháng 8 là hơi thấp một chút, nhưng mà chung chung là đều cao như vậy hết, cũng giống như là cái con số mà em coi ở trong cái dịch vụ mà di động khẩn cấp, tức là mình bị khủng hoảng hay là người thân mình cần những người chuyên gia trị liệu tâm lý mà tới nhà hoặc là tới trường hay là tới một cái nơi nào đó tận nơi để giúp đỡ, thì cái cuộc gọi đó cũng rất là cao. Mỗi một tháng thì tụi em nhận được khoảng chừng 420 tới gần 500 cú phone để được giúp đỡ, cho nên là cái số này là thường là cao hơn là cái trước khi mùa dịch, tức là từ hồi mùa dịch tới giờ cái số nó vẫn cao hơn, và nó cứ đều mỗi tháng nó cao như vậy. Và em so sánh cái thời gian trước mùa dịch và trong lúc mình đang ở mùa dịch tới bây giờ, hồi từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, 2020, tức là bắt đầu mùa dịch mà mình có cái dự án hay là cái định luật là mình phải ở nhà, không có đi ra ngoài đó, tới bây giờ thì thời điểm vẫn cao hơn là trước khi mùa dịch chị. Nghe cũng là đáng lo quá phải không Giao? Vậy thì là có một cái thắc mắc á, mà như là Michael vừa mới nói vừa rồi, là những cái chương trình này đối với cái riêng với cộng đồng Việt Nam thì mình hay có những cái vấn đề giữ thể diện. Người ta vẫn cứ nghĩ là nếu mà cần đến những cái dịch vụ tâm trí thì có vẻ như là người ta dùng cái mác là mình bị tâm thần, mình bị khùng hay là mình bị điên, nhưng mà thật sự ra đâu có phải là như vậy. Cho nên chi nhiều người họ cũng hơi e ngại người Việt Nam mình khi mà gọi đến để cần những cái giúp đỡ này. Vậy thì chương trình này có giữ kín các thông tin riêng tư về cái bản thân và gia đình của nạn nhân hay là không? Vậy Michael? Dạ, cảm ơn chị. Cái câu hỏi này rất là quan trọng. Lý do là vì chẳng những thứ nhất là người Việt Nam mình và tất cả những người khác họ đều rất là ngại, tại vì Michael rất là Michael cảm thấy rất là thương cho những người, tại vì chính người thân của Michael cũng có người có vấn đề về giống như là triệu chứng về tâm lý. Giống như em nói đó, nó có thể, nó không có discriminate, nó không kỳ thị ai hết, ai cũng có thể có trạng thái, một trạng thái tâm lý bất ổn, mà có thể là ngắn hay dài, có thể là ngắn hoặc là có thể là dài nói là có thể là bệnh nặng thì có thể là cả đời. Nhưng nhiều khi mình vì cái sự ngần ngại đó mà mình không gọi để được giúp đỡ, mà khi mà giả tưởng như là cái trạng thái mình nó ngắn á, mình giúp đỡ càng sớm thì cái những cái triệu chứng của mình và cái bệnh lý mình nó sẽ mau sớm hơn là mình để cho nó lâu dài. Và những cái dịch vụ của tụi em là đều được bảo mật. Thí dụ khi mà một người gọi cho một người khác, em cho một cái thí dụ rất là thực tế như vậy, khi mà một người mẹ mà gọi cho một người con, mà người con đó trên 18 tuổi, mà người con đó người mẹ nói tôi muốn dịch vụ trị liệu cho con của tôi, thì người con phải là người bắt cái phone để chấp nhận được cái dịch vụ đó, hay là những cái người khi mà người con đã nhận cái dịch vụ đó mà người mẹ gọi vào nói là tôi muốn biết thông tin về con của tôi, là con của tôi nó trị liệu như thế nào, tốt xấu như thế nào, hay là nó có uống thuốc gì không, thì cái văn phòng hoàn toàn được phải bảo mật cái hồ sơ của cái người khách hàng của mình, tức là không được tiết lộ ngoài trừ cái người
khách hàng hoặc là cái người bệnh nhân phải ký tên và cho phép là được quyền nói chuyện với mẹ hay là với ba hay là anh chị em gì đó hay là người thân gì đó để chia sẻ cái bệnh lý hay là chia sẻ những cái thông tin gì về đó, về cái hồ sơ của mình thì mình mới được mà thôi, chứ ngoài ra là mình không được phép. Cho nên là nếu mà không có cái chữ ký ngay lập thời thì mình có thể là cho phép qua miệng, nhưng mà phải cho phép thì tụi em mới có thể là chia sẻ những cái thông tin đó. Còn ngoài ra nếu mà họ nói không, tôi không muốn ba mẹ, anh chị em, tất cả ai mà gọi tới, tôi không muốn những người đó biết về cái hồ sơ hay là trạng thái của tôi, thì tụi em phải giữ kín. Chính cả những người FBI, có thể là người đó, xin lỗi, có thể là có án, FBI gọi vào nói ô tôi muốn biết là anh A, anh B đó có trị liệu với văn phòng của cô không, hay là có những dịch vụ của văn phòng của quý cô với anh hay không, thì tụi em nói là xin lỗi, chúng tôi không thể chấp nhận hoặc phủ nhận là chúng tôi biết cái người này. Tức là tụi em phải trả lời là không phủ nhận hay chấp nhận là biết cái người này, chứ đừng nói chi là cái người này có bệnh nhân, nhưng phải là đúng là bệnh nhân, nhưng mà chúng tôi không thể trao thông tin. Tụi em cũng không có thể phủ nhận hay chấp nhận cái người đó là bệnh nhân nữa, chứ đừng nói hay là những cái dịch vụ của tụi em, ngoại trừ nếu mà bên FBI hay là bên nào đó cần thông tin, cảm thấy là cái thông tin này quan trọng, cần thiết thì cứ liên lạc với anh A, anh B, chị A, chị B gì đó để lấy cái chữ ký và cho phép chúng tôi nói chuyện, thì chúng tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin đó, cho nên hoàn toàn được bảo mật chị. Cảm ơn Mikael, những cái thông tin này hay quá, rất là giúp cho cái người mà nghĩ là mình sẽ cần những cái dịch vụ này, đang tính gọi vào hay là đang tính nhờ văn phòng để giúp đỡ đó, thì họ chắc là họ sẽ mạnh dạn hơn để gọi vào, phải không Mikael? Vậy thì Mikael, một lần nữa Mikael có thể nhắc lại cái số điện thoại mà người ta cần gọi vào để mà được giúp đỡ về tất cả những cái chương trình của bên văn phòng hành vi tâm trí không Mikael? Dạ, dễ nhớ thì chỉ có một số phone mà thôi, tức là 1-800-704-0900. Một lần nữa, 1-800-704-0900. Thì khi gọi cái số phone đó, nếu mà quý vị cần những đi nói tiếng Việt thì quý vị bấm cái số 3, tức là nhấn số 3 để nói tiếng Việt. Thì sau khi nhấn số 3 thì tùy cái nhu cầu của mình cần cái dịch vụ gì thì mình bấm số 1, số 2, số 3, thí dụ như vậy, thì họ sẽ chuyển cái đường dây qua cho nhân viên người Việt. Nếu như quý vị cảm thấy là quý vị cần dịch vụ mà cảm thấy là chưa có hài lòng, Mikael cũng muốn nghe, tại vì là một người giám đốc chương trình, một người giám đốc chi bộ, thì Mikael cũng muốn biết được là những cái dịch vụ gì hay là những số phone nào quý vị gọi có thể giúp đỡ quý vị, hay là không có, quý vị chưa hài lòng thì quần hạt cũng muốn cải thiện, bên khoa tâm trí tâm lý cũng muốn cải thiện cái dịch vụ của mình để cho nó dễ xài hay là nó phù hợp với những người trong cộng đồng. Cho nên xin quý vị cho đóng góp ý kiến, nếu mà được thì quý vị có thể gọi cái số này để đóng góp ý kiến. Cái số là 1-408-792-3907. Một lần nữa, 792-3907 là cái số điện thoại văn phòng của Mikael. Mikael có thể nhận những cái đóng góp ý kiến của quý vị, cái nào mà nó suôn sẻ, những cái số phone hay những cái dịch vụ nào suôn sẻ hay những dịch vụ nào không được suôn sẻ mấy mà cần cải thiện, cần phải improve, thì cảm ơn quý vị cho Mikael biết. Yeah. Rất cảm ơn Mikael hôm nay đã chia sẻ những cái thông tin rất hữu ích, rất tỉ mỉ, rất chi tiết đến với cộng đồng. Rất mong là sẽ được Mikael trở lại với chương trình cho những cái thông tin quan trọng như vậy, lý thú như vậy trong tương lai nha Mikael. Dạ, Mikael, rất là cảm ơn chị Như Hạnh đã có những cái chương trình này để mình giúp cộng đồng của mình phổ biến những thông tin. Và Mikael xin cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian để lắng nghe. Mikael xin chào quý vị. Các buổi radio talk show này sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai
trên làn sóng 1430 AM từ 5 đến 6 giờ chiều, cũng như tại các chương trình của Net Việt và Việt Today. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nhận được những thông tin mới nhất từ Quận Hạt, vui lòng vào trang mạng scgov.org/cv19/Việt. Chúng tôi luôn đưa những thông tin hữu ích về những chương trình trợ giúp của Quận Hạt trên radio và trang Facebook của Sở Y tế Hạt Santa Clara bằng tiếng Việt đến với quý vị hàng tuần. Chúng tôi sẽ có những buổi hội thảo trực tiếp mỗi tuần để đề cập đến những tin tức mới của Quận Hạt cùng với những cái hướng dẫn an toàn trong mùa COVID. Hãy đón nghe Radio Vì Dân lúc 1:30 trưa mỗi thứ hai trên làn sóng 1430 AM, tiếng mỏ Bắc Cali 1430 AM vào lúc 7:45 sáng thứ tư mỗi tuần, và live talk show với Thanh Sơn Hot News 1500 AM vào lúc 2:00 chiều mỗi thứ sáu hàng tuần, cùng với hướng dẫn cách thức an toàn mùa COVID với Dân Sinh Media của Phạm Phú Nam vào lúc 9:00 sáng và 9:00 tối mỗi thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Mikao và Như Hạnh xin mến chào quý thính giả khắp nơi.